niềm tin về một tình yêu trọn vẹn. Dù cho tương lai, trái tim của tôi mãi mãi bị giam cầm, tôi vẫn đồng ý. Tại sao lại như vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không? Cô thật sự có biết xấu hổ không hả? Xấu hổ chuyện gì chứ? Nụ hôn ở đây à? Cảm ơn cô rất nhiều vì đã trở mặt sớm như vậy. Chọn tình yêu hay lý trí? Tôi sẽ không ở chung hành tinh với kẻ đã cướp chồng người khác. Cảm ơn nhé vì đã ra đi. Cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều. Đón xem bộ phim Bóng Tối Tình Yêu lúc 18 giờ trên VTV3 thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần kể từ ngày 9 tháng 3.